Kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với kênh Tin Mới. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện nóng và đáng chú ý nào? Tình hình chính trị xã hội trong nước và quốc tế có gì đặc biệt? Hãy cùng đón xem với chúng tôi ngay sau đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới. Trong bản tin ngày hôm nay, các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị và các bạn nội dung sau: nước đầu vào Hồ Tam Hiệp sắp bằng nước tối đa khi thiết kế, nước lên tới chân đại Phật Lạc Sơn sau 71 năm. Các phương tiện truyền thông đại lục cho biết đây là lần thứ hai nước lên cao tới bản chân tượng đại Phật ở Lạc Sơn kể từ năm 1949. Ngày hôm nay, đỉnh lũ số 5 trên sông Dương Tử bắt đầu ập đến hồ chứa Tam Hiệp. Dòng chảy đầu vào của hồ chứa đã đạt 73.800 m3 trên giây, gần bằng vận tốc tối đa ước tính mà đập chịu đựng được là 76.000 m3 trên giây. Đây cũng là đỉnh lũ lớn nhất gặp phải kể từ khi xây dựng đập Tam Hiệp. Hiện tại, Tam Hiệp đã mở 11 cửa xả lũ, lưu lượng xả đạt 49.400 m3 trên giây, lập kỷ lục lịch sử mới. Theo mạng lưới thủy văn sông Dương Tử, vào lúc 8 giờ sáng nay, dòng chảy vào hồ chứa Tam Hiệp đạt 73.800 m3 trên giây và dòng chảy ra đạt 49.400 m3 trên giây. Cả hai dòng chảy vào ra đều lập kỷ lục được ghi nhận trong lịch sử. Đoạn video xả lũ Tam Hiệp cho thấy hồ Tam Hiệp đã mở 11 cửa xả lũ. Đây cũng là đợt xả lũ lớn nhất kể từ khi xây đập Tam Hiệp. Hôm nay, lũ số 5 sông Dương Tử đi qua trung tâm thành phố Trùng Khánh, mực nước tại đây vẫn tiếp tục dâng cao, đỉnh lũ dự kiến sẽ đến vào đêm nay, sáng ngày mai. Đoạn video dưới đây cho thấy tình cảnh thê thảm của Trùng Khánh bị ngập lụt. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông nhà nước, đỉnh lũ sông Dương Tử đổ vào Trùng Khánh, Hồng Nhai Động, Triều Thiên Môn, Từ Khí Khẩu và nhiều điểm thông quan du lịch khác đã bị ngập lụt. Hôm qua, nước lũ dâng cao ngập đến chân tượng Phật khổng lồ Lạc Sơn. Đây được cho là lần đầu tiên kể từ năm 1949. Bình thường, mực nước dưới chân đại Phật Lạc Sơn không lên tới qua ngón chân tượng Phật như thế này. Trùng Khánh thê thảm, thang đo mức nước cao 4m chỉ còn thấy chóp. Nước lũ tràn thẳng vào sảnh của khách sạn Sheraton, Triều Thiên Môn khổng lồ chỉ còn nhìn thấy biển hiệu. Do những trận mưa lớn liên tiếp gần đây, thành phố Trùng Khánh phải đón nhận trận lụt thứ 5 quét qua. Đường Nabin ở trung tâm thành phố bị nhấn chìm hoàn toàn, chỉ lộ ra một góc biển chỉ đường, cảnh tượng thật kinh hoàng. Cư dân mạng đã đăng lên hình ảnh cho thấy nước ngập quá cả phần vạch chia độ của thước đo mực nước. Thước kiểm soát lũ lụt trên đường phố huyện Hà Xuyên, Trùng Khánh là 212,27m so với mực nước biển. Lũ đã vượt qua thước kiểm soát lũ lụt và chỉ còn thấy một quả bóng. Thang đo có gốc bắt đầu ghi từ 208m tới hơn 212m đã bị ngập tới đỉnh. Như vậy, mực nước là khoảng 4m tại địa điểm này. Hôm nay, cơn lũ số 5 của sông Trường Giang và cơn lũ số 2 của sông Gia Lăng cùng lúc quét qua khu vực trung tâm thành phố Trùng Khánh. Trùng Khánh đã bước vào giai đoạn ứng phó kiểm soát lũ khẩn cấp mức độ 1. Mực nước của trạm thủy văn Thốn Than đạt 190,56m vào đêm qua, gần bằng mực nước của đỉnh lũ lớn ở thượng lưu sông Trường Giang vào năm 1981. Theo ghi chép trong trận Đại Hồng Thủy tháng 7 năm 1981, mực nước của trạm thủy văn Thốn Than đạt mức cao nhất là 191,41m, tốc độ dòng chảy là 85.700 m3 mỗi giây. Bắt đầu từ 2 giờ chiều qua, ứng phó khẩn cấp phòng chống lũ lụt của Trùng Khánh đã được nâng từ cấp 2 lên cấp 1, bước vào giai đoạn kiểm soát lũ khẩn cấp. Vào lúc 6 giờ tối cùng ngày, cảng Triều Thiên Môn hoàn toàn chìm trong nước. Đoạn video cho thấy mực nước thay đổi ở Triều Thiên Môn, trước sau dâng lên quá cao, che lấp cả cánh cổng lớn. Người dùng mạng đăng cảnh ngập lụt với lời dẫn: Trùng Khánh bị ngập lụt, sự nguy hiểm lâu dài của đập Tam Hiệp không nằm ở việc đập bất ngờ bị sập, mà nằm ở việc mở các cửa xả nước và xả lũ xuống hạ du. Nếu đúng như vậy, Tam Hiệp không những không ngăn được lũ lụt mà còn gây ra lũ lụt vô tận. Vậy tại sao chúng ta lại cần đến con đập này? Đến hôm nay, mực nước ở trung tâm thành phố Trùng Khánh tiếp tục dâng cao. Nhiều đoạn đầu đường Nam Tân bị nước nhấn chìm, các biển báo chạm xe buýt chỉ cần thấy chóp. Nước lũ tràn thẳng vào sảnh khách sạn Sheraton Trùng Khánh. Điểm du lịch Cổ Trấn, Từ Khí Khẩu cũng bị nước lũ tấn công. Cửa vào Triều Thiên Môn, nước dâng cao chỉ còn thấy ba chữ Triều Thiên Môn. Pho tượng đá lớn nhất thế giới Lạc Sơn Đại Phật, nước cũng ngập đến chân Phật từ hôm qua. Thước kiểm soát lũ trên đường phố khu vực Hợp Xuyên, Trùng Khánh, đến nay nước lũ dâng lên quá vạch đo, chỉ còn lại quả cầu trên đỉnh chóp. Đoạn bên dưới tuyến đường sắt Trùng Khánh số 2 cũng bị ngập những tầng dưới, đường ray chỉ cách mặt nước vài mét, giống như cảnh đoàn tàu chạy trên mặt nước trong bộ phim hoạt hình Sen và Chihiro ở Thế Giới Thần Bí của đạo diễn nổi tiếng Miyazaki Hayao.
Đây có thể nói là trận lụt lớn nhất mà Trùng Khánh phải trải qua kể từ năm 1981. Có video cho biết tối ngày hôm qua, Trùng Khánh đã ra thông báo khẩn cấp yêu cầu các hộ gia đình ở dưới tầng 3 của thành phố phải sơ tán toàn bộ. Theo cảnh báo lũ lụt do Cục Thủy lợi Trùng Khánh đưa ra, bộ phận sông Trường Giang, đập Thái Viên, khu Du Trung đạt mức nước cao nhất vào sáng ngày mai, dự kiến sẽ vượt qua mức nước đảm bảo từ 8-9m, còn ở trạm Thốn Than, khu Giang Bắc, trong ngày 20, mực nước cao nhất cũng vượt qua mức nước đảm bảo là 8-9m. Tại sông Gia Lăng là một nhánh thuộc thượng lưu sông Trường Giang, mực nước cao nhất sẽ xuất hiện tại trạm Từ Khí Khẩu, khu đập Sa Bình vào sáng sớm ngày mai, vượt mực nước đảm bảo 9-10m. Cần lưu ý rằng nhiều nhánh của sông Trường Giang đã xuất hiện hồng thủy lịch sử. Sáng sớm hôm qua, quan chức địa phương đã phát động ứng phó chống lũ lụt khẩn cấp cấp 1, cấp cao nhất lần đầu tiên trong lịch sử. Hiện lũ đang đổ dồn về hạ lưu, vào ngày mai, đập Tam Hiệp sẽ đạt đỉnh lũ lớn nhất kể từ khi xây dựng hồ chứa, với lưu lượng ước tính lên đến 74.000 mét khối mỗi giây. Vì lý do này, hôm vừa qua, đập Tam Hiệp đã mở 10 cửa xả lũ khẩn cấp, lưu lượng xả đạt 48.000 mét khối mỗi giây. Đây cũng là lượng xả lớn nhất kể từ khi xây dựng hồ chứa Tam Hiệp. Trên thực tế, từ tháng 6 năm nay, đập Tam Hiệp đã có vài đợt xả lũ khẩn cấp, nhưng giới quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc từ đầu tới cuối gọi đó là phát điện, cho đến khi các thành phố phía hạ lưu đập Tam Hiệp như Hồ Bắc, Nghi Xương lần lượt chìm trong nước lũ, không thể che đậy thêm nữa. Phía quan chức mới thừa nhận vào cuối tháng vừa qua, đập Tam Hiệp đã tiến hành đợt xả lũ đầu tiên trong năm nay. Mực nước ở Trùng Khánh đang cao nhất kể từ năm 1981, lấp đầy Tây Hồ trong 3 phút. Với lưu lượng nước hơn 74.000 mét khối một giây, cơn lũ có thể lấp đầy diện tích hơn 14 triệu mét khối của Tây Hồ trong 3 phút. Trong những ngày gần đây, tỉnh Tứ Xuyên ở thượng nguồn sông Dương Tử liên tục có mưa kéo dài. Chỉ sau 8 ngày, chính quyền đã phải ban hành ứng phó khẩn cấp về kiểm soát lũ lụt cấp 1 cấp cao nhất. Đồng thời, sông Mân Giang, Đà Giang, dòng chính của sông Gia Lăng và nhánh sông Bồi Giang ở lưu vực sông Dương Tử cũng hứng chịu những trận mưa lớn kéo dài. Nước sông lần lượt đổ vào sông Dương Tử và sông Gia Lăng. Sự hợp dòng của hai con sông này tại Trùng Khánh đã gây ra thảm họa lũ lụt. Mực nước tại trạm thủy văn Thốn Than trên sông Dương Tử đạt 191,62m. Đây là mực nước cao nhất kể từ khi trạm được thành lập năm 1939, phá kỷ lục lũ năm 1981 là 191,41m. Theo báo cáo của China News Service, lũ lụt đã lần lượt xảy ra trên sông Dương Tử, sông Gia Lăng và sông Bồi Giang. Năm 2022, lũ số 1 và số 2 hình thành trên sông Gia Lăng, lũ số 4 và số 5 hình thành trên sông Dương Tử. Theo thông tin từ Cục Quản lý Nguồn nước Trùng Khánh, do ảnh hưởng bởi nước thượng nguồn, 6 trạm bao gồm trạm Thốn Than, trạm Chu Đà, trạm Triều Thiên Môn, trạm Thái Viên Bá thuộc sông Dương Tử, trạm Đông Tân Đà, trạm Từ Khí Khẩu và trạm Bắc Bội thuộc sông Gia Lăng đã vượt quá mực nước đảm bảo. Người ta hiểu rằng, một khi đạt đến mực nước đảm bảo theo quy định chính phủ của Trung Quốc, những nguy hiểm lớn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Về vấn đề này, Vương Thế Bình, một nhân viên phòng chống lũ lụt và cứu trợ hạn hán của Cục Quản lý Khẩn cấp Trùng Khánh chỉ ra rằng, mặc dù không có mưa lớn trong khu vực, nhưng mưa lớn ở vùng lân cận như Tứ Xuyên vẫn tiếp diễn. Sau khi Tứ Xuyên đưa ra phản ứng khẩn cấp về kiểm soát lũ lụt cấp 3 vào ngày 11, chỉ trong vòng 8 ngày sau đã nâng cấp lên mức ứng phó khẩn cấp cấp cao nhất, cấp 1 để kiểm soát lũ lụt. Điều này cho thấy những vấn đề nghiêm trọng do mưa lớn gây ra rất đáng quan ngại. Ngoài ra, các sông Mân Giang, Đà Giang, Gia Lăng và phụ lưu của sông Bồi Giang trên lưu vực sông Dương Tử vẫn tiếp tục có mưa cục bộ, mưa to và mưa rất to. Đỉnh lũ sông Mân Giang, Đà Giang và Bồi Giang đều đạt mốc lịch sử. Hai trận lũ ở sông Dương Tử và sông Gia Lăng, lũ sau chồng lũ trước khiến mực nước trạm thủy văn Thốn Than tăng nhanh. Vương Thế Bình cũng đề cập rằng lũ lụt ở Trùng Khánh là do nhiều con sông trong khu vực hội tụ lại. Theo số liệu thực do Cục Khảo sát Thủy văn và Tài nguyên nước thượng nguồn sông Dương Tử công bố, mực nước cao nhất của trạm thủy văn Thốn Than trên sông Dương Tử đạt 191,62m, vượt quá mức kỷ lục ghi chép trong lịch sử năm 1981 là 191,42m. Vào lúc 4 giờ sáng nay, lưu lượng nước cao nhất tại trạm thủy văn Thốn Than lên tới 74.600 mét khối mỗi giây. Dung tích lưu trữ của Tây Hồ Hàng Châu là 14,29 triệu mét khối. Dựa trên tính toán này, đỉnh lũ có thể lấp đầy gần như toàn bộ hồ Tây trong 3 phút. Theo thống kê chính thức chưa đầy đủ của Trung Quốc, lũ lụt hiện tại đã khiến hơn 120.000 người ở Giang Bắc, Ba Nam, Giang Tân, Đồng Nam, Đồng Lương và các quận, huyện khác bị ảnh hưởng, hơn 60.000 người buộc phải rời bỏ nhà cửa.
Hiện tại mức nước sông Dương Tử và sông Gia Lăng ở trung tâm Trùng Khánh vẫn đang dâng cao. Các công viên, chợ, cửa hàng và đường phố ở địa phương đều bị ngập lụt. Chuyên gia, Tam Hiệp làm lũ lụt trầm trọng thêm, nó không nên được tồn tại. Tuyên bố về mục tiêu kiểm soát lũ lúc xây dựng con đập càng được khẳng định là sai lầm. Hôm qua, lũ số 5 trên sông Dương Tử và lũ số 2 trên sông Gia Lăng đã qua trung tâm thành phố Trùng Khánh. Ở bất cứ nơi nào nước đi, mọi thứ đều bị nhấn chìm. Chính quyền Trùng Khánh lần đầu tiên trong lịch sử phải sử dụng lệnh ứng phó khẩn cấp cấp độ 1 cấp cao nhất. Đập Tam Hiệp mở 11 cửa xả lũ nhưng Trùng Khánh vẫn còn ngập lụt. Một lần nữa, khả năng kiểm soát lũ lụt của Tam Hiệp lại bị đặt dấu hỏi. Gần đây, khu vực đô thị chính của Trùng Khánh đã phải hứng chịu một trận lũ lụt thảm khốc. Theo số liệu từ mạng lưới thủy văn sông Dương Tử của Đại Lục, vào lúc 8 giờ 15 phút sáng nay, mực nước của trạm thủy văn Thốn Than đạt đỉnh 191,62m, vượt quá mực nước đảm bảo là 8,12m, mức cao nhất trong cả trăm năm qua. Lù Media đưa tin hơn 260.000 người bị ảnh hưởng trong thành phố, hơn 20.000 cửa hàng bị ngập, nhiều địa danh như Từ Khí Khẩu, Nam Tân Đường, Triều Thiên Môn đều bị ngập sâu trong nước. Cột đo mực nước lũ tại Trùng Khánh cao hơn 4m đã chỉ còn thấy phần chóp. Tam Hiệp đã mở 11 cửa xả lũ lần đầu tiên trong lịch sử tồn tại của mình với lưu lượng xả 49.200m³/giây. Trùng Khánh nằm ở thượng nguồn sông Dương Tử, hứng chịu lũ lụt. Năng lực chống lũ của đập Tam Hiệp một lần nữa bị giới quan sát hoài nghi. Chuyên gia thủy lợi đang sống ở Đức Vương Duy Lạc nói với tờ báo tiếng Đức Deutsche Welle rằng việc kiểm soát lũ của dự án Tam Hiệp trong trận lũ lần này không bao gồm việc bảo vệ Trùng Khánh, bởi vì bất kỳ con đập lớn nào cũng không thể thông qua việc chặn dòng lũ hoặc cắt giảm lượng nước lũ mà bảo vệ được các khu vực thượng du. Ngược lại, chính việc nâng cao mực nước tại vị trí của con đập, thành phố tại thượng nguồn sẽ bị lũ đe dọa nhiều hơn, thảm họa lũ lụt càng nặng hơn. Tờ tin tức Bắc Kinh đưa tin, Trùng Khánh đang ở thượng nguồn và phải thực hiện nhiệm vụ chặn lũ. Nếu không bị ngăn chặn, các khu vực phía đông Trùng Khánh, khu vực Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử sẽ bị cuốn trôi, bao gồm Cảnh Giang, Nhạc Dương, Cửu Giang và toàn bộ khu vực Hán Trung, nơi liên quan đến tính mạng và tài sản của hàng trăm triệu người. Tuy nhiên, ông Vương Duy Lạc cho rằng thượng nguồn Tam Hiệp muốn xả nước thì Hạ Lưu sẽ bị kẹt, đứng ở vị trí của Tam Hiệp, nó nên làm gì bây giờ? Có nên xả hay không? Ông Vương chỉ ra, trong trận lũ năm nay, cái gọi là lợi ích kiểm soát lũ lụt của dự án Tam Hiệp thật đáng thất vọng, thấp hơn nhiều so với lợi ích kiểm soát lũ lụt mà các chính trị gia và những người khác đã hứa với người dân Trung Quốc trước và sau quy định về dự án Tam Hiệp. Trước đó, David Zaman, giáo sư địa lý tại Đại học Alabama, người chuyên nghiên cứu lũ lụt ở sông Dương Tử ở Trung Quốc, cũng chỉ ra rằng hồ chứa Tam Hiệp không thể đối phó với lũ lụt nghiêm trọng như vậy trong năm nay. Ông nói, tổng dung tích chống lũ của hồ Tam Hiệp chỉ chứa được một phần nhỏ trong tổng lượng lũ sẽ tới hạ du đập và sông Dương Tử. Vì vậy, bình thường nó có thể chứa được một phần lũ, nhưng trong điều kiện khắc nghiệt như thế này, nó không có cách nào đem lại tác dụng hiệu quả. Hoàng Quân Hồng, con trai của chuyên gia kỹ thuật cấp nước nổi tiếng của Trung Quốc Hoàng Vạn Lý cho biết trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với NTD TV rằng cha của anh đã phản đối việc xây dựng con đập tại một cuộc họp đánh giá xây dựng đập Tam Hiệp vì Trùng Khánh và Vũ Hán là hai thành phố lớn nằm trên trục sông chính. Việc xây đập là không được phép, cho dù có xây cũng không ngăn được lũ mùa hè và đây chính là sai sót lớn nhất trong thiết kế của hồ chứa nước Tam Hiệp. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.